Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Chiến hạm của Đức đã quay trở lại bến cảng sau 8 tuần lễ hoạt động ở trên vùng hồng hải. Bản tin mới nhất cho biết thì sau 8 tuần lễ đã thực hiện sứ mạng bảo vệ an ninh về hàng hải ở tại vùng hồng hải thì một khinh hạm của Đức có tên là Hessen đã quay trở lại bến cảng của quê nhà vào ngày chủ nhật. Bộ Quốc phòng cho biết là 143 m à, tức là chiếc chiến hạm này dài 143 m và trong đó đã hộ tống cho khoảng 27 chiếc tàu thương mại băng qua khu vực được xem là giữa Âu châu và Á châu và khu vực vùng Hồng Hải này và bộ uh, quốc phòng nói rằng à, lực lượng uh, binh sĩ ở trên chiếc khinh hạm đã thành công trong việc ngăn chặn ít nhất là bốn cuộc tấn công từ nhóm Hồi giáo Houthi đã sử dụng tròn và hỏa tiễn tấn công vào các cái tàu di chuyển tại đây và chiếc, uh, chiếc khinh hạm ở này có khoảng 240 binh sĩ và phụ nữ và nữ binh sĩ đã hoạt động ở trên ga uh, ít nhất là chiếc tàu này cùng với lại hai chiếc trực thăng đã tiến vào bến cảng ở tại nước đức ngày hôm nay à, sau khi mà có 8 tuần lễ đã hoạt động ở tại khu vực hồng hải đây được xem là một trong những nỗ lực của đức đóng góp chung với liên minh hoa kỳ trong việc bảo vệ cái tuyến đường tự do hàng hải trên vùng hồng hải trước cuộc tấn công và đe dọa của nhóm hồi giáo hoa trì đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, do Thái đã thông báo cho Hoa Kỳ biết về dự tính là di tản người dân Palestine trước khi có cái tiềm năng tấn công vào thành phố Rafah. Bản tin từ Washington cho biết à, phía do Thái trong tuần này đã thông báo cho các viên chức trong chính quyền của Joe Biden về kế hoạch di tản những thường dân Palestine trước khi mà có cuộc tấn công tiềm năng vào thành phố phía nam của giải Gaza là thành phố Rafah giữa lúc mà họ nói rằng sẽ ta loại trừ nhóm dân quân Hamas ra khỏi khu vực này. Ít nhất một nguồn tin từ Hoa Kỳ đã cho biết như trên. Viên chức này đã giấu tên và nói rằng đã có yêu cầu từ phía gọi là trao đổi các cái tin tức được xem là nhạy cảm và chi tiết của bản kế hoạch này đã do Thái đã không có <laughs> thay đổi khi mà phía chính quyền Hoa Kỳ cho rằng việc tấn công vào thành phố Rafah có thể sẽ khiến cho nhiều thường dân vô tội Palestine có thể sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Trong khi đó thì Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu cho biết là chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah sẽ không thể tránh khỏi bất kể là có một cái sự cảnh báo từ phía chính quyền của Joe bên và các viên chức của Tây Phương là có thể sẽ có thêm nhiều thường dân bị thiệt mạng và tình trạng sẽ càng tai hại hơn cho vấn đề hỗ trợ về nhân đạo và đang có cơn khủng hoảng về nhân đạo tại đây. Chính quyền cho bên cho biết có thể sẽ có hậu quả lớn nếu như mà phía Do Thái vẫn tiếp tục giữ duy trì cái việc mà tấn công vào thành phố Rafah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt tại Do Thái, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình để đòi hỏi phải chấp nhận cái thỏa ước ngưng chiến nhằm trao trả tự do cho các con tin. Bản tin từ Tel Aviv cho biết thì hàng ngàn người do Thái đã biểu tình vào ngày thứ bảy, đòi hỏi ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu là phải chấp nhận các thỏa thuận ngưng bắn với phía Hồi giáo Hamas để có thể trao trả tự do cho các con tin do Thái đang bị bắt giữ ở giải Gaza. Cuộc tụ tập này ở tại Tel Aviv à, giữa lúc mà phía Hamas cho biết là đang có cuộc gặp gỡ với lại các quốc gia Trung Gian à, ở tại Ai cập và Qatar ở tại Cairo và trong đó họ nói rằng ủng hộ cho việc mà trả tự do cho 130 con tin vẫn tiếp tục đang bị bắt giữ bởi phía của Hamas. Tôi tới ngay ngày hôm nay để ủng hộ cho cái việc mà có thể đưa những con tin trở về quê nhà chúng ta phải đưa tất cả con tin trở về quê nhà dù sống hay dù chết chúng tôi phải đưa họ về quê nhà và chúng tôi sẽ thay đổi chính quyền này và nó sẽ chấm dứt đó là một trong những lời phát biểu của một trong những thành phần thiên tả tham gia cuộc biểu tình cuộc biểu tình này à, trước khi mà có cái ngày lễ quan trọng của do thái trong đó là à, cái đánh dấu ngày 6 tây tháng năm à, là cái ngày được xem là cái ngày tưởng niệm à, những nạn nhân của holocaust và diễn ra giữa lúc mà cuộc chiến tại giải gaza bước qua tháng thứ bảy vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn do nhóm khuynh tả tổ chức ở tại Do Thái nhằm áp lực ông Netanyahu là phải ký vào thỏa ước ngân bắn để trao trả cho các con tin người Do Thái và gốc Hoa Kỳ đang bị bắt giữ bởi nhóm Hamas. Chính quyền của ông Netanyahu cho biết là ông ta vẫn tiếp tục sẽ duy trì cuộc tấn công vào thành phố Rafah và ông nói rằng chấm dứt cuộc chiến ngay từ bây giờ sẽ giữ cho Hamas tiếp tục nằm trong quyền lực. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản ứng với lại áp lực của chính quyền Joe Biden và cuộc biểu tình ở tại Tel Aviv, nói rằng nếu như mà tiếp tục đáp ứng cái đòi hỏi của Hamas thì có nghĩa là duy trì Hamas vẫn tiếp tục giữ quyền lực ở tại giải Gaza và điều này không phải là mục tiêu của Do Thái. Ông Netanyahu cho biết là lực lượng quân đội <laughs> quân đội Do Thái có sẽ có thể sẽ ngưng lại cái việc mà tấn công vào thành phố phía nam để dọn đường cho việc mà trao trả con tin và tù nhân đang với lại phía hamas và trong tin rằng con số này lên tới 130 trăm ba người hiện nay thì phía do thái đã cho thấy sẵn sàng phía do Hamas vẫn tiếp tục có những cái vị trí cực đoan và đầu tiên họ đòi hỏi là phải ra uh, chuyển hết tất cả binh sĩ của chúng ta ra khỏi giải Gaza chấm dứt cuộc chiến này và để cho Hamas tiếp tục duy trì quyền lực và do Thái không thể chấp nhận điều này Hamas không thể uh, điều hành ở khu vực ở uh, giải Gaza khi mà họ đã có những hành động thảm sát hãm hiếp và bắt cóc. Tại Cairo thì lãnh đạo của Hamas trong ngày thứ hai trong cuộc đối thoại với lại phía Ai Cập và trung gian Qatar, họ nói rằng là không có tiến trình nào khi mà đòi hỏi này đã không được thỏa mãn bởi phía của Do Thái. Cuộc chiến bắt đầu từ khi mà Hamas tấn công vào lãnh thổ Do Thái từ ngày 7 tháng 10. 1.200 người đã bị thiệt mạng và 252 con tin đã bị bắt giữ. Và phía Do Thái cho biết Họ sẽ duy trì cuộc tấn công vào thành phố Rafah là cái vị trí sau cùng sao huyệt của Hamas ở tại giải Gaza, nằm ở vùng cực nam sát biên giới với Ai Cập trong lúc mà phía của chính quyền cho bên đang gia tăng áp lực và kích động cuộc biểu tình của nhóm quân tả tại Tel Aviv để kêu gọi ông Netanyahu là ngưng lại cuộc tấn công này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tổ chức ADL, tức là tổ chức chống phỉ bán lên tiếng cảnh báo đang có một cái à, phát động một cái chủ nghĩa bài do thải trên toàn cầu bản tin mới nhất cho biết thì tổ chức adl là một tổ chức chống phỉ bán đã lên tiếng cảnh báo vào ngày chủ nhật là tương lai của sinh mạng của những người do thái ở khu vực tây phương đang nằm dưới sự đe dọa và đang có những cái kích động về cái chủ nghĩa bài do thái trên toàn cầu kể từ khi mà bùng nổ cuộc chiến giữa hamas và do thái bản báo cáo thường niên của adl trong đó cho thấy là cái chủ nghĩa bài do thái đã bắt đầu gia tăng bà kể từ hồi tháng 10 năm ngoái và gần như là nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát và trong cái bản báo cáo này được viết chung với lại trường đại học theo Aviv University cho biết là chủ nghĩa bài do thái từ năm 2023 đã bắt đầu tăng lên so với năm 2022 và đặc biệt là những người do thái đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Úc Ý, Brazil và Mexico và bản báo cáo này chỉ ra cho thấy rằng là đang có một cái khuynh hướng gọi là tìm cách tiêu diệt người do thái giữa lúc mà người do thái đang chuẩn bị đón một cái buổi tưởng niệm cho những nạn nhân Holocaust ở tại trong cái đại diện thế chiến trước đây cuộc tấn công của Hamas đã gây ra một kinh hoàng và hiện nay thì nó đang tạo ra một cái làn sóng thù ghét cộng đồng do thái trên toàn thế giới. Đó là lời phát biểu của Jonathan Greenblatt, được xem là lãnh đạo của tổ chức ADL có trụ sở đặt tại New York. Và bản báo cáo năm nay là một bản báo cáo đầy báo động với những tập tài liệu chưa từng có về mức độ chủ nghĩa bài do Thái, bao gồm luôn tại Hoa Kỳ, nơi mà năm 2023 đã có cái gần là mức đề ở mức độ cao về cái chủ nghĩa bài do Thái tại Hoa Kỳ theo tường trình của ADL. Và dường như cái làn sóng ủng hộ cho palestine diễn ra các uh, cái khuôn viên trường đại học của hoa kỳ là một cái uh, hành động mới nhất mà cho thấy rằng là đã dẫn tới sự nổi giận khi mà do thái bắt đầu tấn công vào giải gaza và khiến cho nhiều thường dân của Palestine đã bị thiệt mạng. Theo tường trình cho của ADL cho biết thì 7.523 cái vụ à, chủ nghĩa bài do thái ở diễn ra tại Hoa Kỳ năm 2023 so với 3.697 vụ năm 2022 tức là tăng tới mức gấp đôi và theo tường trình cho biết thì các cái hành động này bao gồm các hành động sách nhiễu phá hoại, tấn công nhắm mục tiêu vào các cái uh, cơ sở thương mại của người do thái cộng đồng của người do thái và kể cả những cái tổ chức người do thái uh, ở trong các cái trường đại học và dưới một cái uh, tư tưởng là chống lại Zionics tức là những người do thái và chủ nghĩa phục quốc do thái Israel cho biết là có 8.873 vụ xảy ra từ năm 2023 và 5.204 vụ xảy ra sau ngày cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 uh, cho tới uh, cuối năm đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ cái... Để tổ chức ADL đưa ra và riêng tại nước Pháp thì con số này đã tăng gấp bốn lần tức là năm 2022 có 3 436 vụ trong khi đó năm 2023 lên tới 1 1676 vụ và con số này vẫn tiếp tục gia tăng trong cái việc gọi là những cái hành động bài Do Thái đang diễn ra ở khắp nơi đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay ba đền thờ do thái và một viện bảo tàng đã bị đe dọa đánh bom nhưng lại không có bom ít nhất là có ba đền thờ do thái và một viện bảo tàng ở new york đã nhận được sự đe dọa đánh bom vào ngày thứ bảy tuy nhiên thì sở cảnh sát New York cho biết họ không phát hiện bất cứ một cái dấu tích của bom nào. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch của một cái cộng đồng ở tại Manhattan có tên là Mark Levin trên trang platform X cho biết là đe dọa đánh bom nhắm vào đền thờ của người Do Thái giáo rõ ràng là một hành động tội ác thù ghét chủng tộc và nó đang gia tăng rất nhiều nhắm mục tiêu vào các cộng đồng Do Thái và rất rõ ràng đây là gây sợ hãi trong cộng đồng Do Thái một điều không thể chấp nhận được ông đã cho biết như trên và các cái chủ nghĩa bài do thái bao gồm luôn các vụ tấn công phá hoại sách nhiễu ở Hoa Kỳ gần như là gấp đôi so với năm ngoái à, theo tường trình của tổ chức ADL đã đưa ra trong bản báo cáo mới nhất và sở cảnh sát cho biết là họ đã nhận hàng loạt các cái đe dọa đánh bom từ ngày thứ bảy trong đó bao gồm một cái email đánh bom ở tại một cái viện bảo tàng ở tại New York ở Brooklyn, một đền thờ ở tại Brooklyn Heights nơi mà được xem là có đông đảo cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy là có những cái thiết bị bom tại đây. Hai đền thờ khác ở tại Manhattan cũng nhận các cái đe dọa đánh bom, bao gồm luôn cái đền thờ West Side. Ở trong đó cảnh sát cho biết họ phải di tản 250 người và không có gì để kiếm ra, họ không kiếm ra được một điều gì. Thống đốc tiểu bang New York là bà Katie Honchu trên trang Platform X nói rằng hàng loạt những cái đe dọa đánh bom đã diễn ra ở một số đền thờ ở New York và những cái đe dọa này dường như là những chỉ là những lời đe dọa và không có một thiết bị bom nào. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, quan tòa đã bác bỏ và lệnh cấm đối với các học sinh của trường đại học Arizona bị ngưng lại sau khi mà họ có cuộc biểu tình chống Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì một quan tòa tại Arizona đã bác bỏ một cái đơn khiếu nại yêu cầu là tháo gỡ lệnh ngưng học ít nhất với lại 20 học sinh bị bắt giữ vào tuần trước trong cuộc biểu tình bài do Thái quan tòa đã ở tại một cái quận có tên gọi là à, ở arizona và trong đó đã có một cái đơn kiện nhắm vào trường đại học arizona state university trong đó nói rằng việc mà ngưng lại các cái à, sinh viên trong đây cần phải được tháo gỡ theo tường trình của đài à, abc ở địa phương các bị cáo đã để, để đơn kiện nhắm vào cái à, hội đồng quản trị của trường đại học arizona vào ngày thứ ba nói rằng việc ngưng lại các sinh viên của asu là một hành động gây tổn thương cho cái à, à, việc học vấn của họ tuy nhiên thì quan tòa cho biết là họ đã bác bỏ điều này những sinh viên này đã bị cáo buộc các tội danh là đã à, xâm nhập cái à, tài sản bất hợp pháp của nhà trường và họ đã bị truy tố tội à, à, gọi là có những cái à, hành động phá hoại trong khi đó thì họ nói rằng họ bị ngưng trại cái việc học hành của họ là vi phạm vào cái tu chính án số 1 của họ. 72 người đã bị bắt giữ từ ngày 26 tây tháng 4 bị giam trong nhà sở câu lưu trong lúc mà họ thực hiện cuộc biểu tình bạo động ở trong cái khuôn viên trường đại học ở tại tiểu bang Arizona. Cảnh sát cho biết họ đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả những cái lều trại mà các sinh viên này đã cắm trại trong ca trường đại học của họ và quan tòa có tên là John Tucci nói rằng các sinh viên này đã không đủ bằng chứng chứng minh rằng họ đang thực hiện cái tu chính án số 1 và cái quyền tu chính án số họ số 1 của họ bị vi phạm và ông chỉ ra cho thấy là họ đang có những hành động trespassing tức là xâm nhập một cách bất hợp pháp vào nhà trường và không được cho phép các sinh viên này và vẫn đang bị cáo buộc các tội danh liên quan tới vấn đề phá hủy các cái vật dụng trong trường học cũng như là có hành động xâm nhập trường học một cách bất hợp pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những phụ tá của cựu Tổng thống Trump lên tiếng cảnh báo là khả năng của một đệ tam thế chiến có thể bùng nổ. Bản tin mới nhất cho biết một tư lệnh đã về hưu là ông McMaster, người đã phục vụ trong vai trò là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Trump trước đây, đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Năm là Hoa Kỳ và Anh Quốc cùng với một số quốc gia khác có thể sẽ phải đối diện với một đệ tam thế chiến theo tường trình của tờ New York Post đưa ra ông mặc master 61 tuổi nói rằng Washington và London cần phải gia tăng cái chi phí quốc phòng lên 4% trong tất cả những cái sản xuất về quốc phòng ở nội địa, gia tăng gấp đôi so với yêu cầu của NATO và ông tiên đoán rằng phải đầu tư vào cái hệ thống hỏa tiễn phòng thủ à, tương tự như dàn Iron Dome của do Thái đã ngăn chặn được cái cuộc tấn công của Iran. Những gì mà chúng ta thấy được sẽ có thêm một cuộc chiến thế giới mới đó là ông đã phát biểu trên một cái đài radio ở tại nước Anh. Tôi biết được là cái thì cái ý nghĩa này nó có vẻ đầy kịch tính tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta phải nghiêm túc và phải đối phó đừng để cho nó xảy ra dàn Iron Dome có khả năng rất quan trọng và có thể đánh bại và ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn siêu âm thanh và điều quan trọng nhất là phải đánh bại họ trong lúc mà họ chưa đủ khả năng để có thể bắn ra những cái dàn hỏa tiễn này ông mặt master cho biết và không nói họ là ai và vị cựu cố vấn an ninh quốc gia này đã đề nghị là phải gia tăng ngân sách quốc phòng cao hơn ở cái mức của là của thời chiến tranh lạnh và để đối phó với tiềm năng đối đối đầu có thể xảy ra và có thể xảy ra một cuộc đệ tam thế chiến những gì chúng ta thấy được là trong cái khoảng cách về quốc phòng của chúng ta kỹ nghệ này đã còn thua khoảng cách với những quốc gia được xem là đe dọa với thế giới đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng cảnh báo của cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông trump trước đây và điều này ông cho thấy là có những cái sự đe dọa từ những quốc gia được xem là có thành kiến với hoa kỳ và sẵn sàng kích động một cuộc đệ tam thế chiến và chúng ta biết được rằng ông trump đã cố gắng kềm chế và hiện nay âu châu cần phải có sự hợp tác với phía hoa kỳ và ông đã nói đúng khi mà ông đã yêu cầu phía nato đã tăng cái ngân sách quốc phòng đây được xem là một trong những cái uh, lời lên tiếng của ông uh, master mặc dù trước đây ông mặt master đã chỉ trích việc mà ông trump đã có những cái thái độ thân cận với vladimir putin và cho rằng là ông đã có những cái đàm phán mà trong đó không tiết lộ cho bên ngoài đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mới nhất của một trong những cựu cố vấn an ninh quốc gia của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, quan tòa ra lệnh cho Joe Biden phải giải tán tất cả một cái nhóm người ở trong cơ quan bộ an ninh nội địa sau khi nhóm này đã đưa ra những cái thông tin giả, mặc dù họ mang danh nghĩa là cái tổ chức chống tin giả. Bản tin mới nhất cho biết thì tổ chức có tên gọi là America First Legal bốn à, vốn là một tổ chức đã được lập ra bởi một cựu quyền giám đốc an ninh quốc gia của ông Trump trước đây là Rick Grano đã có một chiến thắng về mặt pháp lý và buộc bộ tư và bộ an ninh nội địa và cái cơ quan tình báo của bộ này phải giải toán tất cả những cái thành viên ở trong đó mà trong đó họ gọi là leader of 51 tức là lá thư của 51 viên chức tình báo dưới thời của Obama đã có hành động chụp mũ cho ông Trump trong cái vấn đề gọi là uh, có liên lạc với Nga trong cái cuộc bầu cử năm 2016 và đã xóa bỏ tất cả những cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden. Chính quyền của Joe Biden đã thực hiện thành lập một cái cơ quan bất hợp pháp trong Bộ An ninh Nội địa với những chuyên gia có tinh thần đảng phái là James Clapper và John Brennan sau khi mà có đơn kiện của Richard Grenell. Đó là một trong những cái thông báo được đưa ra và theo phán quyết của quan tòa đưa ra những nhóm này sẽ có 30 ngày phải giải tán ngay lập tức ở trong Bộ An ninh Nội địa. Nhóm này đã được chính quyền của ông Joe Biden và Bộ An ninh Nội địa chiêu mộ vào để lập ra một cái một cái cơ quan gọi là chống tin giả và tin nhiễu. Tuy nhiên chính họ là những kẻ đã tung tin giả và tin nhiễu. Thứ nhất, họ đã tung tin giả trong cái chiến dịch bầu cử năm 2016 cho rằng ông Trump đã có liên lạc với lại Nga trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và kết quả của ông Robert Mueller cho thấy sau 2 năm rưỡi điều tra là ông Trump hoàn toàn không dính dáng gì tới việc Nga xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Năm 2020, thì cũng nhóm này đã viết ra một lá thư gồm 51 cựu viên chức của cơ quan tình báo quốc gia cho rằng cái laptop của Hunter Biden là tin giả do Nga đưa ra và không nên để cho nó phát tán trên hệ thống truyền thông và mạng xã hội tại Hoa Kỳ. Và việc này đã dẫn tới các công ty truyền thông và mạng xã hội đã ngăn chặn câu chuyện này. Tuy nhiên, câu chuyện này đã được xác nhận bởi cơ quan FBI. Và giờ đây thì tất cả những nhân vật này lại được ông Joe Biden chiêu mộ vào trong một cái đơn vị mới gọi là chống tin giả và tin nhiễu. Sau khi mà có đơn kiện của tổ chức America Legal First thì Chiến thắng đã dành cho phía tổ chức này và buộc chính quyền của Joe Biden trong vòng 30 ngày phải giải tán ngay đám này. Và chính quyền của Joe Biden đã đồng ý là sẽ giải tán trong vòng 30 ngày. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Tập Cận Bình đã chuẩn bị cho cái chuyến đi Âu Châu và sẽ gặp gỡ với lại Tổng thống Pháp. Ông Tập Cận Bình đã có mặt tại Âu Châu trong ngày Chủ nhật trong chuyến viếng thăm Âu Châu lần đầu tiên và ông ta sẽ viếng thăm nước Pháp Hungary và Serbia sau 5 năm À, Thủ tướng của Pháp là Gabriel Ato, được biết là người đã đón ông à, Tập cận bình tại Paris vào chiều ngày hôm nay, chủ nhật theo giờ địa phương. Các cuộc đối thoại giữa ông Emmanuel Macron và à, chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là Ursula von der Leyen cũng sẽ được dự tính vào ngày thứ hai. Và trong đó, theo báo cáo cho biết ở Điện Elise, thì các cuộc đối thoại này tập trung vào cuộc chiến của Ukraine, tình trạng tại Trung Đông và hợp tác kinh tế cũng như là bảo vệ cho cái gọi là khí hậu toàn cầu ông macron cho biết trước cuộc chiến viếng thăm này là ông sẽ thảo luận với lại phía trung quốc trong nhiều vấn đề trên toàn cầu và tại à, âu châu chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm việc chung với lại cộng đồng quốc tế dưới cái trật tự của quốc tế ông macron đã cho biết như trên và tại nước pháp thì ông à, tập gần mình 70 tuổi sau khi viếng thăm nước pháp ông ta sẽ viếng thăm serbia và hungary Serbia vẫn có một mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc và là một thành viên ở trong cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc và Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim để xây dựng các con đường và các bến cảng cho quốc gia này, đặc biệt là ở phía nam bán cầu. Hungary với ông Thủ tướng Viktor Orbán đồng thời cũng đang duyệt xét cái mối quan hệ được xem là gần gũi với lại phía của Trung Quốc là một trong những quốc gia rất ít trong Liên Hiệp Âu Châu là cũng là thành viên ở trong cái gọi là một vành đai một con đường của Trung Quốc. Đó là bản tin liên liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Ngoại trưởng nước Đức là bà Ba tuyên bố sẽ không loại trừ gửi các khinh hạm của Đức tới eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng của Đức là bà Anna, là Anna Lena Babock đã lên tiếng cho biết là bà sẽ không loại trừ việc mà Đức sẽ gửi một chiếc khinh hạm băng ngang qua eo biển Đài Loan khi mà bà viếng thăm New Zealand vào ngày thứ bảy, trong ngày thứ ba thì chiếc kinh hạm có tên là Baden Württemberg à, cùng với là một chiếc tàu cung cấp nguyên liệu à, sẽ bắt đầu có một cái sứ mạng huấn luyện đi ngang khu vực của Á Châu Thái Bình Dương trong vài tháng qua và chiếc tàu này đã tiến vào biển Thái Bình Dương thông qua cái kênh đào Panama và đồng thời sẽ băng ngang qua biển Đông và lộ trình của các chiếc tàu này sẽ không được loan báo. Tuy nhiên bà Barbot đã lên tiếng và thông báo trong cuộc họp báo với lại đối tác của bà là ngoại trưởng của New Zealand là Winston Peter. Bà lên tiếng đoan chắc rằng quyền băng ngang một cách ôn hòa trên eo biển Đài Loan và việc mà cái cung cấp này và sẽ việc mà gọi là các cái quy tắc này sẽ được apply tức là sẽ được áp dụng cho tất cả các chiếc tàu của chúng tôi kể cả tàu về quân sự và băng ngang qua eo biển Đài Loan đã trở thành một hành động mà Trung Quốc xem là khiêu khích đối với họ trong khi Đài Loan đã khẳng định họ là một quốc gia độc lập từ năm 1949 tuy nhiên Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc à, Hoa Kỳ Anh Quốc và Pháp đang tìm cách gọi là có sự hiện diện ở tại Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là eo biển Đài Loan và Trung Quốc. Năm 2021 thì một chiếc khinh hạm của Đức có tên là Bayern đã đi ngang qua khu vực này cùng một lượt và trong đó gần như là đã thách thức với chủ quyền của Trung Quốc. Cùng một lượt thì phía Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng rất nhiều những cái hoạt động về quân sự trong lúc mà Đài Loan đang chuẩn bị cho buổi lễ nhận chức tổng thống Bản tin mới nhất từ thành phố Cao Hùng cho biết, thì gần như mỗi một ngày, phía Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những hành động chưa từng có. Lực lượng hải giám của họ đã bắt đầu tiếp cận các cái tàu du lịch của Đài Loan, bay tất cả các chuyến bay băng ngang qua eo biển Đài Loan và tiếp cận gần tới không phận của Đài Loan, gia tăng sự trách nhiễu đối với lực lượng ngư phủ của Đài Loan trên biển đông và Tất cả những vấn đề này đều là vấn đề. Đó là lời phát biểu của Dean Karalekas, được xem là tác giả của một cuốn sách có tên gọi là Civil Military Relations in Taiwan, tức là mối quan hệ dân quân ở Đài Loan và xác nhận về tình trạng cho chuyển hướng và đây là một điều những hành động chưa từng có và họ đang tạo ra một cái khung bình thường mới tức là một new normal Bắc Kinh hy vọng rằng chúng ta khối Tây Phương sẽ đứng nhìn họ chiếm đóng Đài Loan và chúng ta sẽ không làm được gì và bây giờ họ đang bắt đầu những cái chiến dịch này từ Biển Đông và trong đó thì phía Trung Quốc đã bắt đầu có những hành động gần xem là gây căng thẳng đối với Đài Loan kể từ khi mà có chuyến viếng thăm của bà chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà lúc đó là bà Nancy Pelosi. Tuy nhiên thì à, sau biến cố này, Trung Quốc đã quân sự hóa eo biển Đài Loan và thay đổi hiện trạng thành một cái new normal, tức là một cái bình thường mới. Và giữa lúc mà Đài Loan đang có cuộc nhận chức vào ngày 20 tây tháng 5 sắp tới đây của ông William Lai Chân Tê, vốn là một nhân vật được xem là ủng hộ cho cái tinh thần độc lập của Đài Loan và bị Trung Quốc xem là kẻ gây phiền phức và trong thời gian gần đây bắc kinh đã có nhiều hành động được xem là có à, khiêu khích tới đài loan bao gồm luôn việc khiêu khích ở đảo kim môn từ hạ môn và bên cạnh đó thì à, bắc kinh đã bắt đầu cho thêm nhiều máy bay và tàu chiến xa băng ngang qua làng đánh đỏ hoặc là xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của đài loan bên cạnh đó thì à, phía của đài loan báo cáo rằng các lực lượng ngư phủ của họ liên tục đã bị sách nhiễu bởi lực lượng hải giám của trung quốc ngay trên eo biển đài loan đây được xem là một trong những hành động đe dọa của Cộng sản Trung Quốc đối với đảo quốc Đài Loan trong lúc mà đảo quốc này đang chuẩn bị cho buổi lễ nhận chức của ông Lai ching Tê, tức là phó tổng thống và hiện nay ông chuẩn bị nhận chức tổng thống của Đài Loan cùng một lượt thì Đài Loan đã đưa ra một lời khuyến cáo cho các công dân của họ là không nên bay tới Trung Quốc trong lúc mà Trung Quốc đã thay đổi luật lệ và có thể bắt giữ công dân của họ. Đài Loan đã đưa ra một cái lời khuyến cáo với các công dân của họ là không nên viếng thăm Trung Quốc trong lúc đang có tiềm năng cao họ sẽ phải bị bắt giữ một cách sai lạc dưới đạo luật mới về an ninh quốc gia của cộng sản Trung Quốc. Hiện nay thì cái bộ quản lý về Trung Hoa Lục Địa cho thấy rằng là đang có những cái hành động rất nguy hiểm từ cái khung luật pháp mới của Cộng sản Trung Quốc và trong đó có thể sẽ bắt giữ các công dân Đài Loan một cách vô lý. Đây là một trong những bản statement mà phía của Bộ Ngoại giao Đài Loan đã đưa ra ngày 30 tây tháng 4, chỉ một ngày sau khi mà Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cho thực hành cái luật mới của họ về gọi là luật bảo vệ an ninh quốc gia. Trong ngày 27 tây tháng 2 thì Trung Quốc đã công bố một cái việc bản tu chính trong cái luật gọi là bảo vệ cho các bí mật quốc gia trong đó họ nói rằng là phía cơ quan mật vụ có thể bắt giữ và uh, 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 truy tố hoặc là thẩm vấn đối với bất kỳ một ai mà có sự đe dọa tới an ninh quốc gia. Sự tu chính này có thể dẫn tới bắt các công dân ngoại quốc sinh sống và làm việc trên đất Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn cả công dân của Đài Loan. Và ngay lập tức thì phía Đài Loan cho biết rằng là sau ngày 1 tây tháng 5, luật này có hiệu lực, điều này có nghĩa là các công dân của Đài Loan, có thể sẽ đối diện với tiềm năng bị bắt giữ một cách vô lý bởi phía đảng cộng sản trung quốc cho bất kỳ một tội danh gì mà họ sử dụng cái đạo luật bảo vệ bí mật an ninh quốc gia để bắt giữ các công dân đài loan đây được xem là một trong những thông báo của đài loan đưa ra trong lúc mà bắc kinh đang có những cái hành động được xem là tu chính các cái luật gây gắt hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đại sứ của Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc lên tiếng cho biết những lệnh cấm vận và quan sát mới về lệnh cấm vận sẽ bị thất bại. Bản tin mới nhất từ Seoul cho biết nỗ lực của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương là sẽ thành lập một cái nhóm mới quan sát tình trạng cấm vận đối với Bắc Hàn. Điều này sẽ bị thất bại, đó là lời khẳng định của đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra vào ngày Chủ nhật. Theo tường trình của KCNA, đại sứ Kim Song đã đưa ra lời phát biểu này để phản ứng với việc Hoa Kỳ liên kết các đồng minh trong tuần lễ này và kêu gọi làm việc chung với Liên Hiệp Quốc để và các chuyên gia Liên Hiệp Quốc để quan sát về tình trạng mà gọi là giám sát về tình trạng cấm vận đối với Bình Nhưỡng khi mà Bình Nhưỡng đã có những hành động thử nghiệm vũ khí bao gồm ý định là quay trở lại chương trình vũ khí nguyên tử đầu năm nay nga đã phủ quyết cái việc gọi là tái lập lại một cái quỹ ban ở trong hội đồng bảo an liên quốc trong đó cáo buộc rằng bắc hàn đã chuyển vũ khí cho phía của nga và sử dụng trong cuộc chiến tại ukraine lực lượng này, lực lượng tù địch đang tìm cách có một cái uh, sử dụng những cái uh, panel tức là những cái hội đồng thứ hai thứ ba của các chuyên gia trong tương lai, họ sẽ tìm cách gọi là phá hủy cái tình trạng an ninh của Bắc Hàn. Đây là lời phát biểu của ông Kim đã đưa ra. Vào tháng trước thì bà Linda John uh, uh, bà Linda Thomas Greenfield uh, đại sứ của Hoa Kỳ đã có uh, tới viếng thăm cái vùng DMT ở tại Nam Hàn và Bắc Hàn. Trong đó bà lên tiếng thúc giục sẽ thành lập một cái nhóm chuyên gia để giám sát về tất cả tình trạng vi phạm lệnh cấm vận của Liên quốc đối với Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của Bắc Hàn ngay sau khi mà sẽ thành lập một cái hội đồng mà trong đó hội đồng này gồm các chuyên gia đánh giá về tình trạng duy trì lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.